Cardano.vn dịch tóm tắt video số 664, bước tiến lớn cho ngành crypto với Liên minh Direct. Chào mừng các bạn quay trở lại với một video YouTube khác. Hôm nay, chúng ta đang thảo luận về một điều gì đó hoành tráng trong ngành crypto, Liên minh Direct. Tuần này, Input Output đã thông báo rằng Cardano sẽ tham gia liên minh này cùng với Algorand, Hedera Hashgraph và Ripple. Đây không chỉ là một bước quan trọng đối với crypto mà còn đối với toàn bộ thế giới kỹ thuật số. Bạn có thể thắc mắc tại sao giao thức phục hồi phi tập trung lại là vấn đề lớn như vậy. Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả cho bạn trong video này. Chúng tôi cũng đã tóm tắt một cuộc thảo luận toàn diện kéo dài hàng giờ với sự góp mặt của một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực crypto. Đầu tiên hãy nói về thông báo của Input Output. Họ tự hào tham gia liên minh Direct với tư cách là thành viên sáng lập, hợp tác với Hedera Hashgraph, Algorand Foundation, Ripple và XRP Lab. Cùng với nhau, các loại crypto này nhằm mục đích thiết lập các tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp trong tương lai. Nếu phương pháp khôi phục cụm từ hạt giống phi tập trung này trở thành tiêu chuẩn thì các blockchain này sẽ là nền tảng của thế giới kỹ thuật số mới, cung cấp một mạng lưới an toàn quan trọng. Liên minh Direct bao gồm các công ty có tư duy tiến bộ từ cả Web 2 và Web 3, cam kết đơn giản hóa quy trình bảo mật và khôi phục tài sản, tài khoản và bí mật kỹ thuật số, giống như cơ sở hạ tầng Web 2 hiện có. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Hãy tưởng tượng nếu chìa khóa của ví Bitcoin ETF bị mất thì kịch bản như vậy có thể tàn phá lĩnh vực crypto. Hiện tại, không có giải pháp phi tập trung nào để phục hồi, đó là điều mà Liên minh Direct hướng tới giải quyết, phù hợp với đặc tính cốt lõi của ngành của chúng ta. Các thành viên sáng lập sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản trị. Input Output sẽ phục vụ nhiệm kỳ 2 năm trong Ủy ban Giám sát Kỹ thuật, cung cấp đầu vào cần thiết về cấu trúc và chính sách quản trị. Bạn có thể xem thông báo chính thức trên Twitter của Liên minh Direct, kỷ niệm Input Output của Cardano và tư cách thành viên của Hedera với Algorand, Ripple và XRP Lab là thành viên sáng lập. Đây là một cột mốc quan trọng cho việc ứng dụng trong ngành, vì các quy trình và giao thức tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng để đạt được sự tin cậy, giống như cách các công ty Internet hàng đầu đã thiết lập các tiêu chuẩn. Tôi thực sự ngạc nhiên trước đội hình trong video dài 1 giờ. Chúng tôi sẽ đưa video đầy đủ vào phần mô tả cho những ai muốn xem. Chúng tôi đã cô đọng 65.000 từ cuộc phỏng vấn này thành những điểm chính trong một bài viết mới xuất bản. Bài viết này nêu bật những hiểu biết sâu sắc của từng người tham gia, cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về lý do tại sao điều này lại quan trọng đối với các blockchain và sổ cái phân tán khác nhau. Trong số những người đóng góp có Shirley Hawkinson, giám đốc điều hành của IOG, David Schwartz, CTO của Ripple, Lehman Burt, đồng sáng lập Hedera, và John V, cựu CTO của Cardano và hiện là CTO của Ohm. Thật thú vị khi thấy John và Shirley cộng tác trở lại, phản ánh sự tôn trọng lẫn nhau của họ ngay cả trong quá trình chuyển đổi. Tóm lại, Cardano đã gia nhập liên minh Direct với tư cách là thành viên sáng lập. Direct đại diện cho một phương pháp phi tập trung để khôi phục cụm từ hạt giống của bạn một cách an toàn bằng cách cho phép bạn gửi các đoạn cho các cá nhân đáng tin cậy. Điều này rất quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn, đặc biệt khi ngày càng có nhiều tài sản chuyển sang blockchain. Việc tiêu chuẩn hóa việc phục hồi cụm từ hạt giống theo cách phi tập trung là bước đột phá cho tất cả các thành viên tham gia. Lehman Burt, một nhân vật chủ chốt trong liên minh Direct, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao thức phục hồi thống nhất trong blockchain. Trong khi công nghệ blockchain cung cấp khả năng phi tập trung, thách thức quản lý khóa riêng đã cản trở việc ứng dụng rộng rãi hơn. Sáng kiến này nhằm mục đích đơn giản hóa việc truy cập vào Web 3, làm cho nó thân thiện với người dùng như Web 2. Mọi người thường bị mất chìa khóa và đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều người cũng mất tất cả mọi thứ trong ví crypto của họ. Mặc dù bạn có thể đưa chìa khóa của mình cho người giám sát nhưng không phải lúc nào chúng cũng đáng tin cậy. Đó là lúc chúng tôi đến. Chúng tôi cung cấp một giải pháp phi tập trung giao thức khôi phục phân phối khóa của bạn giữa các thực thể đáng tin cậy như gia đình, bạn bè hoặc tổ chức, đảm bảo không có điểm lỗi nào. Trong một thông báo gần đây, bác giải thích rằng trong khi Ledger cung cấp một sản phẩm tương tự, thì sản phẩm của chúng tôi lại khác vì nó hoạt động theo cách phi tập trung, đi tiên phong trong việc tiêu chuẩn hóa lĩnh vực. Tầm nhìn của chúng tôi là đảm bảo rằng người dùng trên tất cả các blockchain, không chỉ Hedera,
có thể hưởng lợi từ các cơ chế phục hồi phi tập trung cross-chain. Bác tin rằng giao thức này sẽ trở thành tiêu chuẩn ISO cho Web3, cho phép khôi phục an toàn trên nhiều blockchain và ứng dụng khác nhau ngoài crypto, bao gồm cả trình quản lý mật khẩu và tài sản kỹ thuật số. Cách tiếp cận này không chỉ dừng lại ở ví Web3 của bạn. Mọi thứ trong Web3 cuối cùng sẽ dựa vào nó. John Wood, giám đốc công nghệ của Anjon, nhấn mạnh rằng việc làm cho Web3 trở nên thân thiện và dễ tiếp cận với người dùng là điều cần thiết. Alan, được biết đến với khả năng mở rộng và blockchain lớp 1 an toàn, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng sử dụng blockchain bằng bộ công cụ thuật toán của họ. Wood lập luận rằng mặc dù công nghệ blockchain có tiềm năng to lớn nhưng trải nghiệm người dùng vẫn còn thiếu, đặc biệt là về bảo mật. Derep giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một tiêu chuẩn mà mọi blockchain đều có thể tuân theo, đảm bảo người dùng không bị mắc kẹt với các giao thức khôi phục bị phân mảnh. Ông lưu ý thêm rằng trải nghiệm người dùng trong Web3 phải đơn giản như sử dụng các công cụ Web2 như trình duyệt, tất cả đều giao tiếp bằng cùng một ngôn ngữ, HTML. Derep sẽ giúp việc quản lý khóa phi tập trung trở nên dễ dàng như đặt lại mật khẩu đã quên, thu hẹp khoảng cách giữa bảo mật và tính thân thiện với người dùng để ứng dụng đại trà. Shirley Hawkinson, giám đốc điều hành của Input Output và đồng sáng lập Cardano, đã gia nhập Derep với tư cách là thành viên sáng lập, mang lại kinh nghiệm sâu rộng trong nghiên cứu và phát triển blockchain. IOG, được biết đến với cách tiếp cận khoa học nghiêm ngặt, mong muốn đóng góp kiến thức chuyên môn của mình cho liên minh. Hawkinson nhấn mạnh rằng việc phục hồi và bảo mật ví là những vấn đề tồn tại từ lâu trong lĩnh vực blockchain. Derep giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một tiêu chuẩn mà toàn bộ ngành có thể ứng dụng. Cardano và IOG đã tham gia nghiên cứu cơ bản với các trường đại học hàng đầu như Stanford và Đại học Edinburgh. Việc tham gia liên minh Derep cho phép Cardano ứng dụng nghiên cứu này vào các vấn đề trong thế giới thực có những hậu quả đáng kể đối với khả năng sử dụng blockchain. David Fuyen từ Ripple X bày tỏ sự vui mừng về sự tham gia của Ripple với Derep kể từ tháng 5 năm 2023. Ripple, được biết đến với các giải pháp blockchain doanh nghiệp và dẫn đầu trong thanh toán xuyên biên giới, coi Derep rất quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm người dùng an toàn và dễ tiếp cận trên Web3. Ông lưu ý rằng Derep đại diện cho một sáng kiến hợp tác nguồn mở thực sự có tính toàn ngành. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển giao thức tham chiếu trong Java và các giải pháp mật mã trong Rust. Điều thú vị nhất là giao thức này sẽ phát triển như thế nào cùng với những tiến bộ trong điện toán lượng tử. Fuyen đã chỉ ra rằng sự tập trung của Ripple vào cộng tác cross-chain là một thế mạnh chính của liên minh Derep. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một tiêu chuẩn cần thiết không chỉ cho Web3. Bảo mật phi tập trung là điều cần thiết cho các ngành khác nhau, bao gồm Internet vạn vật, IoT, nơi các thiết bị giao tiếp trực tiếp. Chúng tôi đang chứng kiến những tiến bộ đáng kể, chẳng hạn như Coinbase cho phép giao dịch crypto với USDC từ AI đến AI. Sự thay đổi này rất lớn, đặc biệt là với sự phát triển của các thành phố thông minh. Hiểu được tiềm năng của giao thức này có thể đặt ra tiêu chuẩn cho ngày mai, tương tự như cách các tiêu chuẩn ISO định hình Internet. Roman từ Input Output Global nêu bật sự phức tạp của việc đưa người dùng vào Web3. Người dùng phải nắm bắt công nghệ blockchain, quản lý khóa riêng, tương tác với ví và điều hướng các giao dịch phức tạp. Derep đơn giản hóa việc quản lý khóa bằng cách cho phép người dùng chia khóa của họ giữa các thực thể đáng tin cậy, cung cấp giải pháp thân thiện hơn với những người lo ngại về việc mất quyền truy cập vào tài sản của họ. Perlin nhấn mạnh cách Derep thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu của tổ chức và người tiêu dùng bằng cách tích hợp các phương pháp phục hồi xã hội với các dịch vụ giám hộ của tổ chức. Cách tiếp cận kết hợp này phục vụ cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Tóm lại, những hiểu biết sâu sắc từ cuộc phỏng vấn gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của bảo mật trong lĩnh vực Web3. Khi chúng ta hướng tới một thế giới kỹ thuật số với việc mã hóa và số hóa tài sản, mạng lưới an toàn mạnh mẽ sẽ là điều cần thiết. Hãy tưởng tượng bạn bị mất chìa khóa Bitcoin hỗ trợ các quỹ ETF giao ngay hoặc mất ví chứa chứng thư mua nhà của bạn. Derep nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này theo cách phi tập trung, định vị các blockchain nền tảng này là những người tiên phong cho tương lai. Cảm ơn bạn đã xem. Tôi hy vọng bạn thích video này. Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn trong lần tiếp theo. Bài dịch tóm tắt được thực hiện bởi Cardano.vn và được tài trợ bởi quỹ Catalyst Fund 12. Hãy bấm like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này.
Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.